tiếc. Trời ơi. Hai mọi người mình mới vừa ăn sáng ăn trưa xong, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài tham quan cái khu vườn sau của nhà cậu mợ. Hôm kia mình đến đây đã 2 ngày rồi mà mình chưa có ra cái sân sau của cậu, thì bây giờ rảnh cho nên mình sẽ ra mình xem những cái cây trái rau quả gì mà cậu trồng. Thì cái mà mình thích nhất là cái dây nho. Đây là mọi người. Cậu trồng có một dây nho duy nhất mà mình thấy cái nho này nó giống như cái nho chùm nho của Việt Nam mình, đầu nguyên một chùm mà màu khi mà nó chín nó có màu nâu đỏ đỏ đó. Nãy mình có ăn thử một trái mà nó chưa chín, nó chua chua. Này, cậu chỉ trồng chơi thôi nhưng mà hình như cậu cũng có cái tay trồng trọt, mọi thứ cậu trồng có ít à, một chút á, mà cái nào á mình trồng là nó lên rau nguyên một mớ này là rau diếp cá. Mình thấy thì có một cọng hành mà không biết hành này hành gì mà nó bự dữ vậy nè. Đây là cái cọng hành nó già rồi. Này là như là hẹ. Nó cũng có leo que có 2-3 bụi vậy thôi. Cái dây này là hình như này là dây xương sâm, lá xương sâm. Cậu cũng làm cái dàn cho nó leo lên. Nhìn mới trồng á, lá nó còn nhỏ. Cái này là cái gì nè, cái này để nấu nước uống nè, rau mã đề hết ra. Ở dây này dây gì không biết, nó leo lên rồi. Ở đây có một cái cây thông, cây gì nè. Mình chấm cho chim ăn hay gì không? Rải đại dưới đất này. Tí tô, trời ơi, cái lá tí tô nó bự ghê. Để mình vô mình coi cái lá tí tô coi. Bự bằng cái tay luôn quá. Đây, lá tí tô nó bự hơn cái tay mình luôn. Cây cải bị xanh. Trời ơi cái lá. Cái củ đó nè. Hành này là hình như là củ hành tím mà. Củ bự. Vườn rau má.
Hôm qua mợ nói là mỗi lần hái là được khoảng 5-6 pound rau má. Dây này, đây, cái này cũng mã đề. Ý, cái này gì có trái không đó nè. Cái này cái gì không biết luôn. Nhìn giống nho quá, không phải nho nữa. Có trái. Ừ. Trái nằm đâu trong hốc á. Để chút nữa mình hỏi cậu coi. Trái núp lùm. Còn mấy cái nhỏ nhỏ. Lẽ này như nho luôn ta. Đất này là đất giống như đất sét đó mọi người, nó có màu đỏ đỏ bên cao. Rau rau này hái vô á làm bún nước tương nữa, nhất cá rau này cái đô rồi cắt ra chọn cái bún tương. Đây cây hồng. Có trái rồi, ngày nhỏ xíu. Đây là cái khu vườn mini của cậu. Đang làm muối chấm với thịt gà. Mình chợt nhớ ra là cái tắc của cậu hôm qua mình nói mình hái dịch chưa hái, giờ mình hái mọi người. Nãy mình nói với cậu con gà hái tắc vô con làm muối. À, cái hỏi cậu có cần để lại chừa lại cho cậu không, cái cậu mới nói là chồng chơi cho vui chứ đâu có ăn. Vậy thôi cậu không ăn thì mình ăn dư. Coi trái này, cái này thì nó chín quá dữ. Đây đây mấy hai trái này dữ rồi nè. Đó, thường thường là bức luôn. Đó, hồi nãy mình đổ cái hũ muối ra nó nồng quá, nó bay muối, nó bay hắt xì mặt mày nó lét. Trời ơi đã sợ luôn. Thờ nó nằm đâu dưới, thờ nó nằm sát dưới đây luôn. Có cần phải vậy không, thấy tội ghê không, thôi hái luôn đi. Đi đi. Thấy gì á, thay nhỏ gì mà trái quá trời luôn mọi người. Nguyên một đùm nó nằm sát ở dưới. Nguyên một đùm nè. Đó, nằm sát dưới luôn. Cái này nó sắp chín rồi. Nhưng mà hình nó mờ. Cái này nữa. Rồi. Cái này không cần giật nữa cũng rớt. Rồi bao nhiêu đây, mình đủ cái chén muối rồi. Vô à, hồi chiều hôm qua ổng nói với mình đây là một cái cây cây tên gì á, đây là cây này nè mọi người. Đó, tại vì mình thấy nó có cái trái, thấy ngộ quá cái mình hỏi cậu cái này cái gì. Đó, cậu mới nói cái cây này là cây mà cậu rất là thích luôn. Tại vì á, cậu nói là nó còn đẹp hơn cái mai, cái đào nữa. Tại vì bây giờ chưa phải là cái mùa Tết, chứ tới cái mùa Tết đó là mấy cái lá này nó rụng hết.
nó sẽ mặc nhú ra mấy cái gì búp bông đó mà người cậu nói là nó bít hết cái cây này luôn. Cái bông của nó à, nó khi tết á nó sẽ nở bông ra, nó bít hết cái cây luôn, không thấy lá luôn. Mà cậu nói là nó tới mà cái bông của nó tới ba màu lận. Rất là thích cây này. Cậu này như là cái này bông giả. Rồi giờ mình đi vô mình làm muối. Chén muối chấm.